Nem hải sản chay. Vegetarian Seafood Spring Rolls. Nguyên liệu: nấm hương khô 20 g, mộc nhĩ 20 g, nấm tuyết 1/2 bông, rửa, ngâm mềm, thái mỏng, bằm nhỏ. Nấm sò 100 g, hải sản 100 g, đùi gà 100 g, sữa nước muối loãng, vắt khô xé nhỏ, thái con chị nhỏ. Đậu xanh nguyên hạt, ngâm 1 giờ, hấp chín tới. Thực hiện: Bước 1. Cho dầu vào nấm chảo, xào mộc nhĩ, nấm hương, nấm tuyết, hạt nêm, hạt tiêu, bột rong biển phổ tay nấm sắc. Bước 2. Sữa nấm sò, đùi gà, hải sản, thái nấm. Bước 3. Xào nấm sò, đùi gà, hải sản để nấm dai giòn, ngọt. Bước 4. Trộn hỗn hợp nhân trên với những nguyên liệu dưới. Miếng dông ngâm mềm, cắt ngắn. Giá đỗ, cà rốt, bào sợi, sữa trộn chút muối, sữa sạch vắt nước. Bột mì khô tạo kết chín. Hạt tiêu. Bước 5. Gói nem, chiên vàng nâu đều hai mặt. Vỏ nem giòn tan, nhân nem nấm tươi dai giòn ngọt hòa quyện mùi thơm nấm hương tiêu, bùi bùi hạt đậu xanh tạo lên.